Chương trình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu qua 7 năm thực hiện đã đạt được rất nhiều thành công, hiệu quả thực tiễn. Hiện nay, nhiều tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long đã áp dụng hoàn toàn hoặc một phần quy trình canh tác lúa thông minh. Những nội dung này sẽ có trong chương trình canh tác thông minh ngày 18 tháng 9 năm 2022. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.